những lần chạm đầu tiên mở rộng chân trời mới, lần đầu chạm nương tựa mở ra lòng tin yêu, lần đầu chạm rung cảm mở ra một tình thơ, lần đầu chạm nguyện thề mở ra chương gắn bó, lần đầu chạm sự sống nhỏ mở yêu thương bao la, lần đầu chạm tuổi già mở ơn sâu kính trọng, lần đầu chạm chăm lo mở nâng niu thấu rõ, lần đầu chạm đến cách thức ưu việt mở khát vọng bảo vệ yêu thương. Tham gia bảo hiểm nay đã có thể chỉ bằng một cú chạm qua trang thương mại điện tử Prudential. Chạm đến ưu việt bảo vệ yêu thương.